làm sao? Con được quyền lắm. Gia đình Bắc Phan xin lấy cầu cho linh hồn cho Maria.
Mặt trời, chân đạp mặt trăng,
một con đồng đỏ gồ có 7 đầu 10 sừng và trên 7 đầu rồi 7 chiều thiên đuôi nó kéo đi 1/3 kinh tụ trên trời mài nét xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con để khi bà sinh con ra thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà sinh được một con trai, đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Còn bà, con bà được mang về cùng Thiên Chúa đến tận ngai của người. Còn bà thì trốn lên rừng vàng, rừng vắng. Ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và uy quyền của Đức Kitô của người đã được thực hiện. Đó là lời Chúa. Thank you.
hành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Bây giờ Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đón nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Ngày từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh người là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ những người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phần nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tới Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi đời đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoàn người trở về nhà mình. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa các bạn, chị em, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ Maria được sắp lên trời. Như bạn trẻ biết là niềm tin của giáo hội Công giáo là Maria có một chỗ đứng rất là đặc biệt trong giáo hội lịch sử. Giáo hội đã coi trọng vai trò của đức mẹ trong lịch sử cứu độ. Chính vì thế mà vào năm 431, công đoàn Efeso đã tuyên tin đức Maria là Thiên Chúa, vì mẹ đã hạ sinh ngôi lời Thiên Chúa hóa thành thực thể xác thịt. Và hôm nay thì giáo hội long trọng Maria được sắp lên trời. Chúng ta tin bảo cái niềm tin là Đức Maria đã được Thiên Chúa cho một cái đặc biệt, là duy nhất trong tất cả mọi người tạo, chỉ có Đức Maria. Tức là ngày được sắp lên trời mà thôi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên bố vào ngày 1 tháng 11 năm 1950. Thì chúng ta thấy là tại sao thì giáo hội lại có một cái dành cho Đức Maria có một cái vai trò đặc biệt. Thế thì như bài thì là chúng ta biết là Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Vì thế nên là nếu mà Thiên Chúa mặc khải tình yêu của Ngài cho chúng ta, thì chắc chắn là Thiên Chúa phải dùng cách nào đó đặc biệt để mà dạy cho chúng ta biết thế nào là tình yêu. Và chúng ta biết rằng là ai cho chúng ta có thể có một người mẹ. Và cái người mẹ đó là chính cái người đã truyền đạt lại tình yêu cho con cái của mình. Nhưng thưa quý bài xem, nếu chúng ta không có mẹ, chúng ta sẽ không hiểu thế nào là tình yêu. Vì vậy chúng ta cảm ơn tất cả các bạn mẹ, tất cả những người đã hy sinh cả cuộc đời của họ đã đẻ ra chúng ta và cho chúng ta mới để chúng ta biết thế nào đó là tình yêu. Và chính Thiên Chúa đã sử dụng chính Đức Mẹ để tỏ cái tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Và vì thế nên chúng ta mới hiểu được thế nào đó là tình yêu của Thiên Chúa. Và vì thế nên là cái việc mà chúng ta tôn sùng Đức Mẹ thôi. Thực sự ra thì cái việc mà Đức Maria được sắp lên trời là không có ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà giáo hội Đông Phương thì ngay từ thế kỷ thứ 6 họ đã nói những cái niềm tin là Đức Maria được sắp lên trời rồi. Thực ra họ có cái lễ như là Đức Mẹ Phúc Nhan Mũ hoặc là lễ Đức Mẹ Thánh Thiên. Đây chính là cái niềm tin của giáo hội Đông Phương. Khi giáo hội Tây Phương và giáo hội La Mã của chúng ta thì trễ hơn, tức là mãi cái thế kỷ 13 đó chúng ta mới công nhận là Maria của sắp lên trời. Thực ra đây là một cái điều mà chúng ta qua việc xét lịch sử
giáo hội thì chúng ta thấy cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta thấy mặc dầu là cái việc Maria được xác định là không có trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta thấy trong Kinh Thánh có một số đoạn, chẳng hạn như trong bài học một ngày hôm nay trích từ sách Cải Huyền, nói đến việc về một người nữ mặc áo mặt trời chân đạp mặt trăng ở chiều thiên của ngài như sau: đang sinh con và người đó sẽ thống trị thế giới. Đây là một hình ảnh ám chỉ về Đức Mẹ. Thực ra thì Thánh Gioan khi mà viết cái đoạn sách Cải Huyền này là ngài muốn nói về giáo hội và trong thời kỳ đầu trong lịch sử. Nhưng hình ảnh này cũng gắn liền với hình ảnh Maria, và chúng ta không ai có thể chối bỏ được cái vai trò của Đức Mẹ trong lịch sử cứu độ. Vì thế chúng ta thấy là khi đối với giáo hội Tin Lành, người ta không tin Maria là chuyện, không tin Maria cũng sắp lên trời, nhưng mà họ cũng tin là Maria có một vai trò cứu độ rất quan trọng trong lịch sử giáo hội. Thế là chúng ta thấy là dầu niềm tin của chúng ta khác nhau giữa Tin Lành và Công giáo thì chúng ta tin vào truyền thống, tin vào cả Kinh Thánh rất là truyền thống, và Tin Lành thì tin vào Kinh Thánh mà thôi, mà không có tin vào truyền thống, thì do đó chúng ta không có công nhận cái việc mà Maria được sắp lên trời. Nhưng mà chúng ta thấy là cái vai trò của người mẹ rất là quan trọng, bởi vì chúng ta biết rằng là cái người mẹ chính là cái người truyền cho chúng ta niềm tin và cái gì, tức là cái người dạy dỗ chúng ta đầu tiên khi mà nói tiếng Abba hay tiếng Cha hay là cái tiếng yêu. Maria có một cái vai trò rất là quan trọng trong lịch sử cứu độ. Và khi đối với giáo hội Công giáo chúng ta thì như vậy sẽ biết được là chúng ta sẽ có một vị trí Maria có một vị trí rất là đặc biệt trong giáo hội Công giáo. Nghĩa là hiện nay chúng ta có được một La Ban cùng mà chúng ta lấy được một mặt. Rồi có Đức Mẹ Trà Kiêu, Đức Mẹ Măng Đăng, Măng Đen, Đức Mẹ bên đây là một cái niềm tin đặc biệt cho mỗi
cha Benedicto thứ 16 đã gọi Đức Maria là người phụ nữ hy vọng, là người phụ nữ của đức tin và người phụ nữ của tình yêu, bởi vì mẹ đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa và đợi chờ cứu độ thế giới. Mẹ đã sống những gì con mẹ đã sống. Và giáo hội Công giáo mời gọi chúng ta yêu mến mẹ và tôn kính mẹ như là mẹ của Thiên Chúa. Thanh hiểu mẹ Thiên Chúa không có nghĩa là mẹ ở trên Thiên Chúa, nhưng đúng hơn mẹ là nữ vương thiên đàng, để mẹ có thể cùng cầu bầu Chúa cho chúng ta và giúp chúng ta đi theo Chúa. Nếu chúng ta đọc lại bài phúc âm ngày hôm nay trong kinh Magnificat của mẹ, thì mẹ luôn luôn xem mình như là người tôi tớ thấp hèn của Thiên Chúa. Đây chính là điểm làm cho mẹ trở thành cao cả trên thiên đàng. Sống khiêm tốn, tự nhận mình luôn thấp hèn là một đặc tính của Đức Maria, và mỗi người chúng ta cần phải học tập. Giáo hội khuyên chúng ta hãy đến với mẹ, thường xuyên cầu nguyện và tuyên truyền với mẹ, chia sẻ những vấn đề trong cuộc đời của chúng ta với mẹ. Xin mẹ cầu nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta. Chúng ta xem mẹ như là một người mẹ yêu dấu nhất. Hình ảnh mẹ cho chúng ta được hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng mẹ không phải là Thiên Chúa. Mẹ không có quyền năng như Thiên Chúa, mà mẹ chỉ là người truyền cầu Thiên Chúa cho chúng ta mà thôi. Vì thế khi chúng ta tổ chức lòng thành kính, lòng tôn kính với mẹ, thì chúng ta cũng phải làm cái vai trò của mẹ cũng như là một đức tin của Thiên Chúa vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta một người mẹ đang ở trên thiên đàng và hàng ngày cùng với chúng ta, hàng bầu cử cùng Chúa cho chúng ta. Vì được chọn giữa muôn người trong con gái ngoài đời thế gian, con Thiên Chúa đã dành cho mẹ đặc ân cao quý nhất, mà không có người nào trong con gái ngoài đời được đặc ân đó. Đặc ân vô những nguyên tội mẹ là mẹ Thiên Chúa và cùng sát trên trời, là những phong ân quý giá mà Thiên Chúa đã dành cho mẹ. Như sự Đức Maria cùng sát trên trời, là chúng ta đã nhìn nhận mẹ được hưởng được chọn đẻ ơn cứu độ của Thiên Chúa, khi mẹ nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong việc mẹ thực hiện ơn cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Mẹ thực sự là con người trong hàng ngũ con người nhân loại đã nghe, đón nhận và thực thi lời Chúa để trở thành con người được cứu độ. Và Thiên Chúa đã dành cho Đức Maria những đặc ân lớn lao đó, chúng ta có thể sáng lên trời. Với đặc ân này, không phải vì Đức Maria đã cứu ban và hạ sinh con Thiên Chúa, nhưng vì mẹ đã nghe và thực hiện lời Chúa, nghĩa là trở thành một con người giữa nhân loại cứu độ trọn vẹn. Như thế, những lời đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria cũng là những ân sủng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Bước ngoài trên, trong niềm tin chúng ta tin Đức Maria đã được cổ sát lên trời, chúng ta tin ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được cổ sát lên trời giống như Đức Mẹ. Nếu chúng ta làm cho Đức Mẹ đó là tuân giữ và thực hành tất cả những gì Thiên Chúa dạy chúng ta. Bước ngoài trên hôm nay đây là ngày đặc biệt đối với cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta đã chọn Đức Maria làm thủ phụ ta. Xin Đức Mẹ cũng xin giữ những người chúng ta trong đoàn chúng ta luôn luôn tâm sức cảm ơn mẹ, yêu thương lẫn nhau và phục vụ lẫn nhau giống như Đức Maria ngày hôm nay được học viên và Isabel chúng ta cũng là một người ta. Xin Chúa giữ những sức cảm ơn người chúng ta biết yêu lẫn nhau và yêu sức lẫn nhau trong tất cả mọi việc của chúng ta. Và giờ đây thì chúng ta sẽ làm cái nghi thức tôi xin mời gọi tên ba người Maria Đức Kim Phượng, Anna Lương Kim Quỳnh, John Lương Thế Quỳnh, đây là sự sống đời đời, là nhận biết Thiên Chúa thật và Đức Giêsu Kitô là Đấng người sai đến. Thiên Chúa đã cho Ngài từ cõi chết sống lại để trở nên Chúa của sự sống và muôn vật hữu hình và vô hình. Xin chủ phép được hôm nay tức là xin cho cuộc sống đời đời. Anh chị em không thể xin điều đó nếu đã không nhận biết Kitô và muốn làm chủ đề Ngài. Vậy anh chị em đã hoàn tất việc dự bị trở nên Chúa của những người Kitô chưa? Anh chị em đã nghe lời Đức Kitô và quyết tâm theo huấn lệnh của Ngài chưa? Anh chị em đã cùng chia sẻ với chúng tôi trong lối sống và lời tin nguyện chưa?
Trước mặt Thiên Chúa và toàn thể cộng đồng, các ông bà đỡ đầu có chứng nhận những người anh chị em này xứng đáng để nhận được công nhân toàn thể. Như vậy, các ông bà đỡ đầu có giúp tiếp tục giúp đỡ những người anh chị em này bằng lời nói và tu sửa không? Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, chúng con cảm tạ Cha vì những người anh chị em này đã tìm được gặp Cha trong cuộc sống hôm nay trước mặt Hội Thánh. Những người con này đã được đáp lại tiếng gọi của Cha và đón nhận đức tin. Xin cho họ được tìm thấy một vui viên mãn cho cuộc sống mới. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho người anh chị em yêu quý đang xin lãnh nhận bí tích của Chúa Kitô. Và cũng cầu cho tất cả chúng ta là những người tội lỗi để khi đi đến gần Chúa thì tôi mới gặp một tin tưởng và ăn hối. Chúng ta được luôn luôn tiến bước trong cuộc sống hơn. Chúng ta kịp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ trang trong Hội Thánh luôn nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa qua việc được chọn gọi sống đời chứng nhân của Chúa giữa trần gian, để các ngài luôn biết sống biết biến cuộc đời thành lời ca ngợi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa luôn gìn giữ và bảo vệ và đỡ nâng những người đang vất vả gieo hạt giống tin mừng trong các miền truyền giáo, để giữa bao hiểm nguy và khó khăn của cuộc sống họ luôn hăng say trong sứ vụ, không ngừng dấn thân tất cả cho tiếng gọi từ trời cao. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang xả thân hoạt động trong lĩnh vực đấu tranh cho công lý và nhân quyền, luôn được sức mạnh từ trời cao để họ luôn can đảm không lùi bước trước bất công và luôn được mọi người trên thế giới ủng hộ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta nhận mẹ làm bổn mẹ, luôn biết sống khiêm tốn, tín thác nơi Chúa theo gương mẹ. Nhờ đó chúng ta cảm nghiệm được mình quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta là những kẻ đã nhờ biết tích lừa tội mà chết cho tội lỗi và được Chúa Kitô cứu thoát, trở nên nhân chứng cho ơn lành của người trong cuộc sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tới Chúa đây là những người tin tưởng vào tình thương Chúa có lòng của tôi, để sẵn sàng cho Chúa Kitô đấng cứu thế. Chúng ta cùng vâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho kẻ theo Chúa Kitô đấng xóa tội trần gian, không gây nhiễm tội lỗi và bắt vào ác lực thế gian. Chúng ta cùng vâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tới Chúa đây được thánh thánh thật thánh tẩy và nhờ người dẫn dắt để tôi tới sự thánh thiện vẹn toàn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tới Chúa đây nhờ biết tích lời cầu nguyện mai táng với Chúa Kitô, được chết cho tội lỗi và luôn sống cho Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Maria lên mẹ Chúa cầu cha chúng con, cha Giuse, cầu cha chúng con, thánh Phêrô và thánh Phaolô, cầu cha chúng con, thánh Gioan, cầu cha chúng con, thánh Anna, cầu cha chúng con, các thánh từ đạo nước Thiên Thánh, cầu cha chúng con, các thánh tam nữ của Thiên Chúa, cầu cha chúng con. Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã sai con một Chúa xuống thế để cứu chúng con khỏi làm nô lệ tội lỗi và được tự do làm con cái Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những người anh chị em này biết nhìn nhận tội lỗi của mình. Xin cho họ thoát khỏi quyền được tối tâm nhờ sự cương khó và sống lại của con Chúa.
xin làm cho họ được mạnh sức trong cuộc sống mới. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôi rất giàu cứu đối cho anh chị em, nhân danh Chúa Kitô xin Ngài tăng sức mạnh của Ngài cho anh chị em.
Mary Nguyễn Kim Phượng. Tôi hiểu chị, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anna Lương Kim Quỳnh. Tôi hiểu chị, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Con Lương Thế Tuyên, tôi được anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin nhận tin lành. Anh chị em đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc khăn trắng này là dấu chỉ tước vị mới của anh chị em. Anh chị em hãy giữ nó tinh nguyện cho đến cõi sống trường sinh. Amen. Anh chị em đã được Chúa Kitô soi sáng, hãy bước đi như con cái của sự sáng và giữ cho ngọn lửa đức tin luôn luôn sống động trong lòng. Để khi Chúa Kitô đến, anh chị em sẽ được ra đón Ngài với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Là nghi thức chúng tôi ta vừa làm xong nghi thức tiếp sức. Xin mời các bạn. Khi được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ bí tích thừa tội, anh chị em đã trở nên chi thể của Ngài. Bây giờ anh chị em sắp sửa lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, được tham dự vào thần trí Chúa đã ban cho các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Xin cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần, anh chị em sắp lãnh nhận, làm cho anh chị em cảm nhận dấu Chúa Kitô để trở thành nhân chứng cho sự phục lạc, sự chết và sự sống lại của Ngài, và tăng sức cho anh chị em trở thành những thần chủ sống động của Hội Thánh và xây đắp nhìn về Chúa Kitô trong đức tin và đức thái. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện rằng hãy cùng Thiên Chúa Cha toàn năng xin Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần của Ngài trên những người con vừa được rửa tội đây và sức giàu thêm sức cho họ được nên giống Chúa Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con bởi nước và Thánh Thần, chúng ta giải thoát những người con cái Chúa đây khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống mới. Xin Chúa Thánh Thần hãy Chúa xuống giúp sức và hướng dẫn và ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và can đảm, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người con này để nhân kính sợ Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mary, hãy nhận ơn chính của Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở chị. Anna, hãy nhận lấy ơn tin của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng chị. John, bình an, hãy lấy nhận ơn tin của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh. Anh chị em thân mến, những người anh chị em này giờ đã được tái sinh, đã được gọi là con cái Thiên Chúa và được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Giờ đây trong niềm hân hoan, trong niềm hân hiến từ,
mà chúng ta tất cả chúng ta đã lấy tiền, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu đã lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, được Cha chỉ đến khi Cha đến. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời,
Cha không muốn người chịu cảnh tư nát trong mộ, vì người đã sinh hạ con trai yêu quý là đấng đã ban sự sống cho mọi loài. Vì thế hiệp phục kịp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tôn hô là và các linh hồn, và
và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bạn, quý thuộc chúng con đã sống đẹp lòng cha mà nay đã liền có thế, xin được thương nhân kết thành vào nước cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cha đồng ban hòa thân lành cho chúng ta. Xin nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là cha của năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lời Chúa Tô Kê và các thầy tư tưởng dạy chúng ta ra quyết định rằng lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, vì cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin ban ơn cho những ngày chúng con đang sống để Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong tới niềm hy vọng hậu phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nói với các tông đồ rằng Thầy để làm bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Nhân của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa trong ngày Đức Ma, Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu tay, xin cho chúng con được sống lại kỷ niệm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin chúc mừng tất cả các bạn chị em ngày hôm nay chúng ta được lấy đặc biệt chúng ta được biết chúng ta lấy một bàn cùng chúng ta sẽ chúc mừng chúng ta xin mẹ cũng bảo cũng cầu bầu cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cùng Chúa và mẹ xin chúc mừng ba người cùng với chúng ta. Sau lễ thì chúng ta sẽ có reception ở dưới basement và hôm nay ông cha Brian sẽ có tặng quà cho chúng ta. Chúa cùng anh chị em.